kênh học tập trực tuyến môn địa lý lớp 7 của ngành giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ. Cô là Văn Anh, giáo viên trường trung học cơ sở Trần Quý Cáp, sẽ tiếp tục đồng hành với các em trong bài học hôm nay. Tiết 48, bài 43, Dân cư xã hội Trung và Nam Mỹ, mục tiêu bài học. Qua bài học hôm nay, các em có thể về kiến thức, nêu được các đặc điểm và sự phân bố dân cư của khu vực, giải thích được nguyên nhân của sự phân bố dân cư không đồng đều, so sánh sự khác nhau của quá trình đô thị hóa với khu vực Bắc Mỹ, nêu được các vấn đề nảy sinh do đô thị hóa tự phát, về kỹ năng đọc và phân tích các lược đồ trong sách giáo khoa, nhận xét các bảng số liệu, so sánh sự khác biệt về phân bố dân cư của Bắc Mỹ với Trung và Nam Mỹ qua lược đồ hình 43.1. Về thái độ, các em sẽ có ý thức tự giác học tập tại nhà một cách nghiêm túc, chuẩn bị các dụng cụ đầy đủ, tìm hiểu về các nền văn hóa đặc sắc của các dân tộc ở châu Mỹ. Để đạt hiệu quả học tập tốt nhất, các em cần chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết như sách giáo khoa địa lý lớp 7, vở ghi những nội dung chính của bài học, bút, thước kẻ. Ngoài ra, các em cũng cần chú ý đến tư thế ngồi học và khoảng cách nhìn để sao cho đảm bảo sức khỏe của mình nhé. Trước khi đi vào bài mới, cô cùng các em hãy cùng ôn lại những kiến thức của tiết học trước nhé. Dựa vào lược đồ khí hậu Trung và Nam Mỹ, em hãy trình bày các kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mỹ và giải thích nguyên nhân. Quan sát lược đồ hình 42.1, khu vực Trung và Nam Mỹ có gần đủ các kiểu khí hậu trên trái đất. Vậy sự phân hóa này là do những nguyên nhân. Thứ nhất, lãnh thổ trải dài từ chí tuyến Bắc đến gần vòng cực Nam. Thứ hai, địa hình có sự phân hóa theo chiều Đông Tây. Ngoài ra còn chịu ảnh hưởng của các dòng biển nóng và lạnh ở ven bờ. Câu hỏi thứ hai, em hãy nối nơi phân bố với các kiểu môi trường tương ứng của khu vực Trung và Nam Mỹ. Các em đã làm xong chưa? Nào bây giờ cô cùng các em sẽ cùng nối nhé. Nơi phân bố của đồng bằng Amazon chính là kiểu rừng xích đạo xanh quanh năm. Ở phía đông eo đất Trung Mỹ và quần đảo Anti chính là nơi phân bố của rừng rậm nhiệt đới. Phía tây eo đất Trung Mỹ, quần đảo Anti và đồng bằng Orinoco chính là nơi phân bố của rừng thưa và savan. Còn toàn bộ đồng bằng Pampa chính là một vùng thảo nguyên mênh mông rộng lớn. Đồng bằng duyên hải phía tây của Trung Andes chính là nơi phân bố của kiểu hoang mạc. Và cao nguyên Patagonia chính là kiểu phân bố của bán hoang mạc. Như vậy chúng ta có thể thấy thiên nhiên của Trung và Nam Mỹ rất phong phú, đa dạng và có sự phân hóa phức tạp. Vậy dân cư và xã hội của khu vực Trung và Nam Mỹ có đặc điểm gì? Bây giờ cô cùng các em sẽ tìm hiểu qua bài học hôm nay nhé. Tiết 48, bài 43, Dân cư xã hội Trung và Nam Mỹ. Cấu trúc của bài học hôm nay sẽ gồm có hai nội dung chính. Thứ nhất là dân cư, thứ hai là đô thị hóa. Còn phần sơ lược về lịch sử, đây chính là phần giảm tải các em có thể tham khảo ở trong sách giáo khoa. Nào bây giờ cô cùng các em sẽ đi vào bài học nhé. Một nhỏ, dân cư. Các em hãy cùng cô quan sát hai bảng số liệu ở trên và nhận xét về dân số, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của khu vực Trung và Nam Mỹ so với các khu vực khác và trên thế giới. Qua bảng số liệu trên, chúng ta thấy rằng dân số của Trung và Nam Mỹ năm 2017 là 647.565.336 người, xếp vị trí thứ tư trên thế giới và chiếm khoảng 8,6% dân số thế giới. Về tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên, khu vực Trung và Nam Mỹ có tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở mức cao 1,7%, đứng vị trí thứ hai trên thế giới sau châu Phi là 2,4% và cao hơn trung bình của thế giới là 1,3%. Tóm lại, về dân số, chúng ta có thể nêu khu vực Trung và Nam Mỹ là một khu vực đông dân, chiếm khoảng 8,6% dân số thế giới và có tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao trên 1,7%. Các em hãy quan sát lược đồ hình 35.2, lược đồ các luồng nhập cư vào châu Mỹ. Hãy kể tên các luồng nhập cư vào Trung và Nam Mỹ. Qua lược đồ các luồng nhập cư vào châu Mỹ, chúng ta sẽ thấy rằng khu vực Trung và Nam Mỹ gồm có 4 luồng nhập cư lớn. Luồng nhập cư thứ nhất chính là của chủng tộc Mongoloid từ châu Á sang và di cư từ vùng Bắc Mỹ xuống Nam Mỹ. Luồng nhập cư thứ hai chính là của người Tây Ban Nha từ châu Âu sang
sau khi Christopher Colombo tìm ra châu Mỹ. Nguồn nhập cư thứ ba chính là của người Bồ Đào Nha. Cùng với người Tây Ban Nha, người Bồ Đào Nha đã tàn sát, đẩy người Anh điên sang phía Tây để chiếm những vùng đất đai màu mỡ. Và luồng nhập cư cuối cùng đó chính là của chủng tộc Negroid từ châu Phi sang, theo chân người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Những người da đen đã bị cưỡng bức làm nô lệ ở trong các đồn điền. Và chính vì thế mà chúng ta đã hiểu vì sao khu vực Trung và Nam Mỹ còn được gọi là châu Mỹ Latin, đúng không nào? À, bởi vì luồng nhập cư lớn nhất của khu vực Trung và Nam Mỹ chính là của người Tây Ban Nha và người Bồ Đào Nha, mà nhóm ngôn ngữ chính của họ chính là ngôn ngữ Latin đấy. Chính vì vậy, ngày nay hơn 70% dân số của khu vực Trung và Nam Mỹ sử dụng nhóm ngôn ngữ này. Vậy em có nhận xét gì về thành phần chủng tộc của khu vực Trung và Nam Mỹ? Chúng ta hãy cùng tiếp tục tìm hiểu nhé. Thành phần chủng tộc của khu vực Trung và Nam Mỹ rất đa dạng. Quả đúng như vậy, khi quan sát sơ đồ trên, chúng ta sẽ thấy rằng dân cư của khu vực Trung và Nam Mỹ phần lớn là người Lai, do sự hợp huyết giữa người Âu gốc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và người gốc Phi thuộc chủng tộc Negroid và người Anh điên bản địa. Từ đó chúng ta có thể kết luận về thành phần chủng tộc khu vực Trung và Nam Mỹ có thành phần chủng tộc đa dạng, chủ yếu là người Lai. Và sự hòa trộn của các thành phần chủng tộc này đã tạo nên một nền văn hóa Mỹ Latin hết sức độc đáo. Như chúng ta đã biết, lễ hội Carnival đã trở thành một vẻ đẹp mang đậm bản sắc văn hóa của châu Mỹ Latin. Với âm nhạc sôi động, nhảy múa và diễu hành, lễ hội này đã kéo dài từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 3 hàng năm, bắt nguồn từ truyền thống của người La Mã cổ đại mà người Tây Ban Nha đã mang nó đến khu vực Trung và Nam Mỹ. Trong đó, khiêu vũ đóng một vai trò quan trọng trong nền văn hóa Mỹ Latin. Ta không thể nào quên những điệu nhảy nổi tiếng như Rumba, Mambo, Tango, Samsan hay là Cha-cha-cha. Bây giờ cô cùng các em sẽ tìm hiểu về sự phân bố dân cư của khu vực Trung và Nam Mỹ nhé. Chúng ta cùng quan sát lược đồ 43.1. Hãy nhận xét về sự phân bố dân cư của khu vực Trung và Nam Mỹ, sau đó hãy so sánh với sự phân bố dân cư của Bắc Mỹ. Qua lược đồ các đô thị ở châu Mỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng sự phân bố dân cư của khu vực Trung và Nam Mỹ không đồng đều, tập trung chủ yếu ở ven biển, cửa sông và trên các cao nguyên, còn dân cư sẽ thưa thớt ở các vùng nằm sâu trong nội địa. Khi so sánh với sự phân bố dân cư của khu vực Bắc Mỹ, thì chúng ta sẽ thấy rằng ở cả hai khu vực này có điểm giống nhau, đó chính là dân cư sẽ tập trung đông đúc ở vùng ven biển, cửa sông, ở vùng cao nguyên, còn sẽ phân bố thưa thớt ở hai hệ thống núi. Đó chính là khu vực Bắc Mỹ có hệ thống núi Cordillera, còn khu vực Nam Mỹ có hệ thống núi Andes. Về điểm khác nhau thì khu vực Trung và Nam Mỹ dân cư thưa thớt ở vùng đồng bằng Amazon, còn ở khu vực Bắc Mỹ thì dân cư lại tập trung đông ở khu vực đồng bằng trung tâm. Theo các em, nguyên nhân nào đã dẫn đến có sự khác nhau này? Dựa vào những kiến thức mà chúng ta đã học thì chúng ta sẽ dễ dàng trả lời câu hỏi này, đúng không? Ở khu vực Bắc Mỹ, dân cư tập trung đông đúc ở khu vực đồng bằng trung tâm bởi vì ở đây có những điều kiện thuận lợi như đất đai màu mỡ, khí hậu mát mẻ. Còn ở khu vực Trung và Nam Mỹ, dân cư lại thưa thớt ở vùng đồng bằng Amazon vì ở đây chính là khu vực rừng rậm nhiệt đới rất rộng lớn nhưng chưa được khai thác một cách hợp lý. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu nội dung thứ nhất của bài, đó chính là dân cư. Bây giờ cô cùng các em sẽ qua nội dung tiếp theo nhé. Hai nhỏ, đô thị hóa. Quan sát biểu đồ dân số đô thị của các khu vực trên thế giới, em hãy nhận xét về dân số đô thị của khu vực Trung và Nam Mỹ. Qua biểu đồ trên, chúng ta thấy rằng qua các năm, tỷ lệ dân số đô thị của khu vực Trung và Nam Mỹ đều ở mức cao, đứng vị trí thứ hai trên thế giới sau Bắc Mỹ. Theo số liệu năm 2014, thì tỷ lệ dân đô thị ở khu vực Trung và Nam Mỹ khoảng 80%. Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng đây là một khu vực có tỷ lệ dân đô thị ở mức cao. Suy ra đây là khu vực có tốc độ đô thị hóa cao. Với tốc độ đô thị hóa dẫn đầu trên thế giới như vậy, thì khu vực Trung và Nam Mỹ có những thành phố lớn nào?
Nào, bây giờ cô cùng các em hãy xác định các đô thị trên 5 triệu dân của khu vực này nhé. Và sau đó chúng ta sẽ so sánh sự phân bố của các đô thị trên 3 triệu dân ở khu vực Trung và Nam Mỹ có khác gì so với Bắc Mỹ hay không. Dựa vào hình 43.1, các đô thị trên 5 triệu dân ở khu vực Trung và Nam Mỹ bao gồm Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Santiago, Lima và Bogota. Khi so sánh với sự phân bố của các đô thị trên 3 triệu dân với Bắc Mỹ thì chúng ta thấy rằng các đô thị trên 3 triệu dân trở lên ở khu vực Trung và Nam Mỹ chủ yếu phân bố ở ven biển, trong khi đó ở Bắc Mỹ, ngoài phân bố ở khu vực ven biển thì còn phân bố ở khu vực hồ lớn. Tóm lại, các đô thị lớn nhất ở khu vực Trung và Nam Mỹ bao gồm São Paulo, Rio de Janeiro và Buenos Aires. Dưới đây là một số hình ảnh của các đô thị lớn ở Trung và Nam Mỹ. Đó chính là thành phố São Paulo và Rio de Janeiro. Các em có nhận xét gì khi quan sát những bức hình trên? Đây chính là một thực tế đang diễn ra ở khu vực Trung và Nam Mỹ. Đó chính là đô thị hóa không gắn liền với quá trình công nghiệp hóa, mà đô thị hóa diễn ra một cách tự phát. Với tốc độ đô thị hóa nhanh, trong khi nền kinh tế còn chậm phát triển, có đến 35-45% dân số đô thị phải sống ở ngoại ô, ở trong các khu nhà ổ chuột với những điều kiện hết sức khó khăn. Từ đó đã làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội cần phải giải quyết. Đó là những vấn đề gì nào? Các em có biết không? Bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu nào. Dựa vào những kiến thức mà chúng ta đã học, kết hợp với những kiến thức ở thực tế, chúng ta sẽ thấy rằng khi đô thị hóa diễn ra một cách tự phát thì xảy ra những cái hậu quả rất nghiêm trọng, đó chính là thiếu nhà ở, thiếu việc làm dẫn đến nạn thất nghiệp, các tệ nạn trong xã hội ngày càng gia tăng và nghiêm trọng hơn nữa là ảnh hưởng tới ô nhiễm môi trường. Vậy là cô cùng các em đã tìm hiểu về nội dung về dân cư và quá trình đô thị hóa của khu vực Trung và Nam Mỹ. Bây giờ chúng ta hãy cùng ôn lại những kiến thức mà chúng ta vừa mới học nhé. Câu hỏi 1. Điền các từ kết hợp vào chỗ trống về sự phân bố dân cư của khu vực Trung và Nam Mỹ. Đáp án là dân cư của khu vực Trung và Nam Mỹ tập trung chủ yếu ở ven biển, cửa sông và các cao nguyên, còn thưa thớt ở vùng trong nội địa. Câu hỏi thứ 2. Tại sao dân cư lại tập trung thưa thớt ở hệ thống núi phía Nam Andes và đồng bằng Amazon? Hệ thống núi phía Nam Andes có khí hậu khô hạn, còn đồng bằng Amazon thì nhiều rừng rậm và chưa được khai thác hợp lý. Chính vì vậy ở đây dân cư tập trung thưa thớt. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nội dung chính của bài học các em có thể khái quát bằng sơ đồ tư duy sau. Sau tiết học này, các em hãy xem lại toàn bộ nội dung của bài học, làm các bài tập bản đồ và trả lời câu hỏi 1 và 2 trong sách giáo khoa trang 133 và chuẩn bị đọc bài mới, bài 44, Kinh tế Trung và Nam Mỹ. Nếu trong quá trình học tập, các em có thắc mắc gì liên quan đến bài học, có thể trao đổi với cô qua email hoặc số điện thoại ở trên màn hình. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở các tiết học sau nhé!